Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 8, phép nhân, phép chia, bài 44, bảng chia 5. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 24. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô mời các em quan sát bức tranh sau. Quan sát bức tranh, cho cô giáo biết, trong tranh chúng mình nhìn thấy mỗi đĩa gồm có mấy quả cam? Ở đây chúng mình quan sát thấy mỗi đĩa gồm có 5 quả cam. Và có bao nhiêu cái đĩa như vậy? Ở đây có 2 đĩa như nhau và mỗi đĩa có 5 quả cam đấy. Ta nói như sau, mỗi đĩa có 5 quả cam, vậy 2 đĩa có 10 quả cam. Chúng mình lập được phép tính nhân như sau, 5 nhân 2 bằng 10. Trong phép tính nhân này thì số 5 được gọi là thừa số thứ nhất. Số 2 được gọi là thừa số thứ hai và số 10 được gọi là tích. Tiếp tục chúng mình cùng nhau quan sát mô hình sau. Cho cô giáo biết trong mô hình này có tất cả là bao nhiêu quả cam? Ở trong mô hình này có tất cả là 10 quả cam đấy. Chúng ta thực hiện như sau. 10 quả cam chúng ta cho vào, chia đều vào các đĩa. Mỗi đĩa 5 quả cam thì chúng mình sẽ được 2 đĩa cam như nhau đấy. Và từ mô hình này chúng mình có phép tính chia như sau. 10 chia 5 bằng 2. Từ phép tính 5 nhân 2 bằng 10, ta có thể lập được phép tính chia 10 chia 5 bằng 2. Và đây là một phép tính trong bảng chia 5. Chúng ta lấy tích chia cho thừa số này, ta được thừa số kia. Đó chính là mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau hoàn thành bảng chia 5. Hãy lập bảng chia 5 dựa vào bảng nhân 5 mà các em đã được học. Đây chính là bảng nhân 5. Các em quan sát, trong bảng nhân 5 thì cột số đầu tiên là thừa số thứ nhất, đều là số 5. Và cột thứ hai, đó là thừa số thứ hai, là các số được tăng dần từ 1 đến 10. Và cột thứ 3 đó là cột tích. Tích là các số được tăng 5 đơn vị so với số đứng trước nó. Và từ đó chúng ta sẽ dựa vào bảng nhân 5 để lập bảng chia 5 như sau. Phép tính 5 nhân 1 bằng 5. Chúng ta sẽ lập được bảng chia 5 đó là 5 chia 5 bằng 1. Phép tính nhân 2, 5 nhân 2 bằng 10. Ta lập được phép chia 10 chia 5 bằng 2. Tiếp tục, phép tính nhân 5 nhân 3 bằng 15. Chúng ta sẽ lập được phép chia 15 chia 5 bằng 3. Như vậy, chúng ta hãy dựa vào bảng nhân 5 để chúng ta hoàn thiện bảng chia 5 còn thiếu. Bằng cách chúng ta lấy tích chia cho thừa số thứ nhất thì chúng ta sẽ được kết quả thường là thừa số thứ hai nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta hoàn thành bảng chia 5 nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau hoàn thiện bảng chia 5 như sau. Phép tính nhân 5 nhân 4 bằng 20. Ta lập được phép chia 20 chia 5 bằng 4. Phép nhân 5 nhân 5 bằng 25. Chúng ta có phép chia 25 chia 5 bằng 5. Phép nhân 5 nhân 6 bằng 30. Chúng ta có phép chia 30 chia 5 bằng 6. 5 nhân 7 bằng 35. Chúng ta có phép chia 35 chia 5 bằng 7. Phép tính nhân tiếp theo 5 nhân 8 bằng 40. Chúng ta có phép chia 40 chia 5 bằng 8. Phép tính nhân tiếp theo 5 nhân 9 bằng 45.
Chúng ta lập được phép chia 45 chia 5 bằng 9. Và phép tính nhân cuối cùng đó là 5 x 10 bằng 50. Chúng ta có phép chia 50 chia 5 bằng 10. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bảng chia 5. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại bảng chia 5 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau nhận xét về bảng chia 5 như sau. Chúng ta quan sát cột đầu tiên, đó chính là các số bị chia. Các số bị chia ở đây chính là tích của các phép nhân. Các em hãy quan sát sang bảng nhân 5, đó chính là các tích của bảng nhân 5. Ở đây số bị chia được số bị chia đứng sau sẽ tăng 5 đơn vị từ 5 cho đến 50. Tiếp theo cột thứ hai đó là các số đều là số 5 và số 5 này là cột số chia. Do đó chúng ta nói số chia đều là số 5. Còn cột thứ ba đó là thương. Thương là các số tự nhiên tăng dần từ 1 đến 10. Như vậy, quan sát bảng nhân 5 và bảng chia 5, chúng ta thấy được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Ở đây, số bị chia chính là các tích của phép nhân. Còn số chia chính là thừa số thứ nhất của bảng nhân 5. Còn thương chính là thừa số thứ hai của bảng nhân 5. Như vậy, mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia đó là ta lấy tích chia cho thừa số này, ta được thừa số kia. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã thành lập được bảng chia 5. Bây giờ các em hãy vận dụng kiến thức mà các em vừa học được để chúng ta làm các bài tập nhé. Bài tập 1 yêu cầu như sau. Điền số vào các ô trống còn thiếu. Các em quan sát, đây chính là các phép tính chia trong bảng chia 5 mà các em vừa học đấy. Dòng đầu tiên chính là số bị chia. Dòng thứ hai là số chia. Và dòng thứ ba chính là thương. Thương là kết quả của phép tính chia. Bây giờ các em hãy quan sát bảy mẫu nhé. Số bị chia là 15. Số chia là 5. 15 chia 5 cho chúng mình kết quả thương là bằng 3. Cột cuối cùng, số bị chia là 50. Số chia là 5. 50 chia 5 cho chúng mình kết quả thương là bằng 10. Chúng ta sẽ điền số 10 vào ô trống phía dưới. Tương tự như vậy, các ô trống còn lại chính là các thương. Bây giờ các em hãy vận dụng bảng chia 5 để chúng mình thực hiện tính kết quả và điền số vào ô trống còn thiếu nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở cột tính tiếp theo, số bị chia là 10, số chia là 5. 10 chia 5 bằng bao nhiêu? 10 chia 5 bằng 2. Chúng ta tìm được thương là 2. Số bị chia là 25, số chia là 5. Vậy 25 chia 5 bằng mấy? Chúng ta tìm được thương đó là bằng 5. Chúng ta sẽ điền số 5 vào ô trống. Tiếp theo, 40 là số bị chia. Số 5 là số chia. 40 chia 5 bằng bao nhiêu? 40 chia 5 bằng 8. Chúng ta điền số 8 vào ô trống. Tiếp theo, số bị chia là 5. Số chia là 5. 5 chia 5 bằng mấy? 5 chia 5 bằng 1. Chúng ta điền số 1 vào ô trống. Tiếp theo, số bị chia là 45. Số chia là 5. Chúng ta sẽ thực hiện 45 chia 5 được bao nhiêu? 45 chia 5 bằng 9. Chúng ta sẽ điền số 9 vào ô trống phía dưới. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã vận dụng bảng chia 5 để thực hiện tìm kết quả thương để chúng mình điền vào ô trống phía dưới còn thiếu đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta tính nhầm. Các em hãy quan sát, trên mình hai chú kỳ lân có mang các phép tính chia.
trong bảng chia 2 và bảng chia 5 mà các em đã được học. Bây giờ các em hãy vận dụng hai bảng chia mà các em đã được học để chúng ta tính nhẩm kết quả của các phép tính trên mình các chu kỳ lần nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta tính nhẩm và nêu kết quả nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau nêu kết quả như sau. Phép tính đầu tiên là 10 chia 5. 10 chia 5 bằng 2. Chúng mình điền kết quả bằng 2. Phép tính tiếp theo, 12 chia 2 bằng 6. Tiếp tục, 20 chia 5 bằng 4. Như vậy chúng mình đã thực hiện tính được kết quả của 3 phép tính trên mình chu kỳ lần đầu tiên. Tiếp tục chu kỳ lần thứ 2. 14 chia 2 bằng bao nhiêu? 14 chia 2 bằng 7. 15 chia 5 bằng mấy? 15 chia 5 bằng 3. 40 chia 5 bằng bao nhiêu? 40 chia 5 bằng 8. Như vậy, chúng mình đã thực hiện tính nhẩm được các kết quả của phép tính trên mình chu kỳ lần thứ 2 đấy. Và qua bài tập số 2, giúp chúng mình củng cố về bảng chia 5 và bảng chia 2 mà các em đã được học. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Các em quan sát bức tranh, nghe cô đọc bài toán. Cửa hàng có 40 bông cúc. Cô bán hàng đã bó hoa cúc thành các bó. Mỗi bó có 5 bông. Hỏi có bao nhiêu bó hoa cúc? Bây giờ các em hãy đọc lại bài toán và cho cô biết. Bài toán cho chúng ta biết gì? Bài toán cho chúng ta biết cửa hàng có 40 bông cúc và cho biết là cô bán hàng đã bó hoa cúc thành các bó và biết được mỗi bó có 5 bông. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi có bao nhiêu bó hoa cúc? Vậy để biết xem có bao nhiêu bó hoa cúc, chúng mình sẽ làm như thế nào? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán vào vở ô ly nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau trình bày bài giải như sau. Bài toán hỏi có bao nhiêu bó hoa cúc? Chúng ta trả lời là có số bó hoa cúc là. Và chúng ta sẽ lấy số bông hoa cúc đó là 40. Chia cho mỗi bó có 5 bông thì chúng ta sẽ biết được là có bao nhiêu bó đấy. Phép tính 40 chia 5. 40 chia 5 bằng 8. Mở ngoặc bó đóng ngoặc. Đáp số 2.8 bó hoa cúc. Các em lưu ý ở phần đáp số chúng mình ghi rõ đơn vị là bó hoa cúc nhé. Như vậy, chúng mình đã trả lời được câu hỏi là có tất cả là 8 bó hoa cúc. Qua bài tập số 3 giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.